và hầu như là đẹp đeo hợp hết với tất cả những mẫu đồng hồ cao cấp từ tất cả những thương hiệu đồng hồ nổi tiếng xa xỉ. Vâng, theo Kỳ Lan nghĩ như vậy. Còn mấy bạn cười thì kệ bạn. Kỳ Lan đang cầm lên tay là một chiếc đồng hồ của một thương hiệu vô cùng nổi tiếng từ đất nước Thụy Sĩ, đó chính là đồng hồ thương hiệu Remoulin. Đây là dòng Remoulin V45 Coin Edition. Chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ limited với 188 chiếc trên toàn thế giới, và đây là chiếc thứ 17. Đồng hồ Remoulin V45 Coin 2 Limited Edition. Đây là một phiên bản limited, bản giới hạn, chỉ có 188 chiếc trên toàn thế giới mà thôi. Và Kỳ Lân đang cầm trên tay là một chiếc trong số 188 chiếc đó. Cũng giống như về hình dáng, kiểu dáng thì Remoulin V41 hay là V45 thì cũng như nhau, hoặc là bản Remoulin V41, V45 bình thường. Và kể cả bản 41 hay 45 thì dòng đồng hồ Remoulin mẫu này thì cũng như nhau về kiểu dáng thôi. Khác biệt ở đây là đây là bản Edition Limited, thì bản này mang tên coin mà, nên là bên trong có biểu tượng của cá coin bên trong đồng hồ và ghi rõ chữ coin trên mặt đồng hồ luôn. Và trên kể cả trên dây đeo cũng vậy, màu là màu xanh và kết hợp với chỉ đỏ là hoàn hảo về hài hòa, về thẩm mỹ, về sự tinh tế cũng như đẳng cấp sang trọng và thượng lưu mà các hãng về đồng hồ xa xỉ trên thế giới, đặc biệt thì đẳng cấp xa xỉ, luôn luôn chú trọng, đó chính là sự hài hòa cân đối và đẹp khi đeo vào tay. Mẫu đồng hồ Remoulin này á thì khác biệt với Hublot hay là Rolex, thì cái kiểu mà cái mặt đồng hồ lúc nào cũng ôm bầu vào tay như thế này, nên cảm giác chúng ta đeo đồng hồ ít bị xoay, rất là thoải mái. Quanh tay Kỳ Lân thì thuộc cổ tay vừa và gọn, và hầu như là đẹp đeo hợp hết với tất cả những mẫu đồng hồ cao cấp từ tất cả những thương hiệu đồng hồ nổi tiếng xa xỉ. Vâng, theo Kỳ Lân nghĩ như vậy. Còn mấy bạn cười thì kệ bạn. Vâng, đó là theo Kỳ Lân cảm nhận như vậy, mà không biết đúng hay không thì nhờ quý khách comment để cho Kỳ Lân xin ý kiến. Kỳ Lân sẽ tháo bao tay ra cho quý khách hình dung được. À, tháo ra thì thấy chiếc nhẫn này là nhẫn xoay Rolex để đeo với đồng hồ Rolex, và muốn kết hợp với đồng hồ này thì mình có thể là một chiếc nhẫn khác, nhưng mà bình thường như thế này đeo không cũng đẹp rồi, hoặc nếu kết hợp với nhẫn Rolex cũng được, nhưng mà mình sẽ chơi nhẫn nhẫn trắng, còn trắng thì sẽ hợp hơn. Nếu như chúng ta kết hợp với một chiếc nhẫn đó thì đó là một điều tuyệt vời đó. Nhưng mà mẫu nhẫn này thì nó nhỏ, phù hợp cho những quý khách thích nó nhỏ, trắng, xinh xắn, vừa hơn, đẹp hơn, thì mình sẽ đeo với chiếc nhẫn Rolex xoay này, nhưng mình làm full bằng trắng để hợp với màu trắng, một màu của đồng hồ này. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu về chiếc đồng hồ Remoulin, một phiên bản đặc biệt, một phiên bản giới hạn Limited Edition, với tổng số lượng xuất hiện trên toàn thế giới là 188 chiếc, và đây là một trong những chiếc đó. Đến đây xin được phép kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip về những dòng sản phẩm sang trọng đẳng cấp thượng lưu tại Kỳ Lân Luxury, tuyển chọn và sưu tầm tại Kỳ Lân Luxury. Những sản phẩm siêu phẩm, những sản phẩm tuyển chọn tinh tế, những sản phẩm đẹp và giá trị để phục vụ giao lưu với tất cả quý khách.